Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu, sáng lập và điều hành Dân Trí Shop. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách cài đặt sử dụng phần mềm mạng riêng ảo VPN Logmein Hamachi để truy cập Dân Trí Shop qua Internet và sóng 3G từ xa. Đầu tiên, chúng ta truy cập vào mục hướng dẫn. Chúng ta vào website dantrishop.com. Sau đó chúng ta vào hướng dẫn, vào thủ thuật Dân Trí Shop. Bạn kéo xuống và click vào phần hướng dẫn cài đặt phần mềm Dân Trí Shop truy cập qua Internet. Click vào đây. Đây là bài viết chi tiết giới thiệu về cách cài đặt và sử dụng phần mềm mạng riêng ảo VPN Logmein Hamachi. Sau đó chúng ta làm theo hướng dẫn. Chúng ta có các bước sau. Bước thứ nhất đó là ta cài đặt cái phần mềm Hamachi cho máy tính chủ và máy tính trạm. Lưu ý, máy tính chủ là máy tính lưu trữ database của Dân Trí Shop. Máy tính trạm là những máy tính muốn truy cập từ xa đến máy tính chủ chứa database Dân Trí Shop. Ví dụ ở đây, cái máy tính này tôi đang sử dụng là máy tính chủ, và tôi có một chiếc máy tính xách tay khác được gọi là máy tính trạm. Khi đi công tác, tôi sử dụng máy tính xách tay để mở phần mềm, truy cập vào phần mềm, xem các báo cáo cũng như làm các cái nghiệp vụ trên cái phần mềm, giống như chúng ta đang ở tại công ty, ở tại cái cửa hàng. Thì ở đây thì chúng ta có hai cái bảng cài đặt. Cái bảng setup này là .exe và bảng finance. Thì bạn có thể download một trong hai cái bảng này. Nếu mà bảng nén thì bạn phải giải nén ra. Tại sao chúng tôi lại làm hai bảng? Bởi vì một số trình duyệt sẽ không cho phép download cái bảng setup nó có cái đuôi là .exe. Sau khi download về máy tính, cái sụt cài đặt của Hamachi là như thế này. Nó rất là nhẹ và bạn nhấp đúp nó lên. Bạn cài đặt bình thường, giống như một phần mềm. Bạn nhấn run, rồi sau đó nhấn next cho đến khi thành công. Khi thành công thì cái phần mềm nó có giao diện như thế này. Ở đây tôi có các kết nối, bình thường thì nó chưa có những cái kết nối ở đây. Và chúng ta lưu ý phải cài đặt trên máy tính chủ và máy tính trạm. Và bước thứ hai là chúng ta thiết lập cái network cho máy tính chủ, tức là cho cái máy tính chủ được trỏ ra bên ngoài, những máy tính trạm ở bên ngoài có thể được phép truy cập vào máy tính chủ. Thì ở máy tính chủ, trong phần mềm Hamachi ở đây, chúng ta thực hiện theo hướng dẫn như hình bên dưới này. Tức là sau khi cài đặt xong cái Hamachi, các bạn lưu ý là những cái này là tôi đã có sẵn, chứ bình thường là nó chưa có những cái như thế này. Thì để trong máy tính chủ thì bạn sẽ thiết lập nó bằng cách là bạn vào manage network. Thì khi bạn nhấn vào manage network, thì nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn phải đăng ký tại máy tính chủ. Bạn thiết lập nó bằng cách bạn vào manage network, thì nó sẽ mở ra cái trình duyệt như thế này. Nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn nhấn sign up, sau đó bạn điền các thông tin email hay mật khẩu, sau đó bạn nhấn create account để tạo ra một cái tài khoản mới. Sau khi bạn nhấn create account thì sẽ có một email được gửi đến cái hộp thư mà bạn đăng ký. Thì bạn phải đăng nhập vào cái email và click vào link để kích hoạt. Ví dụ ở đây, sau khi tôi đăng ký thì có tôi nhận một cái email như thế này, và tôi click vào cái link này để xác nhận rằng tài khoản của tôi là xác thực. Sau đó bạn quay lại cái phần Hamachi và chọn create a new network để tạo ra một cái network ID. Lưu ý đây là đăng máy tính chủ nha các bạn. Bạn chọn network này, chọn create new network. Thì bạn khai báo cái thông tin ở đây, dụ network ID và password. Thì cái network ID này dựa trên hai cái thông số này. Thì sau này chúng ta cài các máy tính trạm, ví dụ như cài đặt trên chiếc laptop, chúng ta đi từ xa thì chúng ta sẽ lấy những cái thông số này chúng ta khai báo, thì phần mềm nó sẽ hiểu. Ví dụ ở đây thì tôi tạo ra cái network ID tên là máy chủ 123, và password tôi đặt là 123456. Chúng ta qua bước thứ ba. Thì tới bước thứ ba này là chúng ta sang cái máy tính trạm mà chúng ta muốn rằng nó có thể kết nối được với máy tính chủ. Thì máy tính trạm đầu tiên là chúng ta cũng cài đặt cái phần mềm Logmein Hamachi này. Sau khi cài đặt xong thì nó cũng sẽ có cái biểu tượng như thế này. Rồi
Đối với máy tính trạm thì bạn không cần khai báo cái network giống như là máy tính chủ, mà bạn chỉ cần là login vào vào cái máy tính chủ mà mình đã khai báo. Thì bạn vào manage rồi chọn manage network. Thì khi mà bạn chọn, bạn click vào đây thì nó sẽ mở ra cái giao diện để mình đăng nhập. Thì lúc này bạn gõ lại cái địa chỉ email và cái mật khẩu mà chúng ta đăng ký đối với phần mềm Login Amagi, và sau đó chúng ta nhấn Login. Thì khi nhấn Login ở trong đó thì chúng ta nhấn OK để phần mềm nhận diện là chúng ta cùng một hệ thống. Sau khi chúng ta khai báo trên trình duyệt xong thì chúng ta quay lại cái phần mềm Login ở đây, chúng ta chọn Network rồi Zone in Setting ở đây. Các bạn lưu ý là cái máy tính chủ lúc nãy chúng ta có khai báo thông tin là Network ID và Password, thì chúng ta phải gõ chính xác ở đây ở máy tính trạm thì nó mới log in vào được với máy tính chủ. Các bạn phải lưu ý là phải chính xác, ví dụ tôi khai báo là máy chủ 123 và mật khẩu 12456, chúng ta phải gõ chính xác như thế. Và ví dụ ở đây tôi đã cài xong cho một cái máy tính trạm, và với máy tính trạm này tôi log vào cái máy tính chủ, nó có tên là Cao Trung Hiếu PC đây. Các bạn có thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy rằng là nó đây là Cao Trung Hiếu PC. Cái địa chỉ IP bạn copy ở đây ra, nhấn copy ở đây, bạn paste ở đây. Thì đây chính là cái địa chỉ IP cố định của máy tính chủ. Và chúng ta lưu ý phải lưu trữ lại cái địa chỉ IP này để chúng ta phục vụ cái bước cấu hình trong cái phần mềm Unity Shop để có thể truy cập từ xa. Đến đây tôi hướng dẫn xong cái phần 1, cách cài đặt và sử dụng cái phần mềm mạng riêng ảo Login Amagi để Unity Shop truy cập được từ xa. Thì các bạn sẽ tiếp tục xem cái video hướng dẫn phần 2 để cách cấu hình làm sao để cho các máy tính sử dụng phần mềm Unity Shop hiểu nhau qua Internet. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn vui lòng liên hệ với tôi thông qua số 0906 799 838. Xin chân thành cảm ơn.